tôi đã nghe như trong những câu kinh mệt mệt chuyện tình Giê-xu. Tôi đã nghe một trái óc nguyên chuyện tình bên Giáng sinh lặng lẽ, chuyện tôi gào đớn đau hợp hình thiết tha tình yêu ngài cho con ngàn sâu. Chuyện tình Giê-xu để tôi được nghe là cuộc sống quanh tôi là chuyện tình Giê-xu để tôi được nghe. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thấu tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giê-xu để tôi đưa biết từ cuộc sống quanh tôi vào chuyện tình Giê-xu để tôi đưa biết là vòng tay yêu thương và sợ tình đời trao nhau tiếng hòa đồng tình xưa xóa vết thương cuộc đời giúp giấc ngủ.